Dù cho gia đình bạn đã sử dụng máy lọc nước lâu rồi hay lần đầu tiên tiếp xúc thì cùng điểm qua xem là chúng ta có mắc một trong những sai lầm sau đây về máy lọc nước không nhé. Sai lầm đầu tiên là sai lầm hầu như ai biết về máy lọc nước cũng nghĩ như vậy, đó là máy càng nhiều loại lọc thì lọc càng tốt, nước cũng sẽ sạch hơn. Thật ra thì chất lượng của nước ra phụ thuộc vào độ sạch của nguồn nước đầu vào và công nghệ lọc mà máy đó áp dụng. Hiện nay mọi người sử dụng nhiều nhất là công nghệ lọc RO. Với công nghệ này thì chỉ cần đến 4 lõi, tức là 3 lõi lọc thô đầu và lõi RO là nước đã sạch rồi. Nhưng vì công nghệ RO có màng lọc với các lỗ lọc siêu nhỏ, loại bỏ hiệu quả hầu như tất cả những gì không phải là nước, cho nên nước chỉ có sự tinh khiết mà lại không có khoáng chất, những chất cần cho cơ thể. Vì vậy, các hãng đã bổ sung vào khiếm khuyết này bằng cách trang bị thêm những lõi lọc bù khoáng ở phía sau. Các bạn khi mua máy lọc nước RO xem qua cấu tạo sẽ rõ là từ lõi thứ tư trở đi thường là những lõi tạo khoáng hoặc chống nhiễm khuẩn. Từ điều này mà chúng ta thấy rằng máy lọc nước không phải cứ nhiều lõi là lọc tốt nha. Sai lầm thứ hai sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu như chúng ta nhận định dùng hoài, dùng mãi máy lọc nước mà không cần phải thay lõi lọc. Các bạn cũng thấy là các lõi lọc đều nhỏ gọn, hàng ngày đều phải lọc nước thì chắc chắn bộ lọc của nó sẽ bị nhiễm bẩn theo thời gian. Đến lúc tới giới hạn thì bạn không thay thì không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy mà còn ở việc chúng ta sẽ là người uống nước bẩn. Vậy nên, ngay từ khi mua máy lọc nước, hãy chú ý đến tuổi thọ của mỗi lõi lọc, tùy theo mỗi hãng mà sẽ có thời gian thay định kỳ khác nhau. Nếu các bạn không nhớ, có thể ghi chú trực tiếp ngày tháng bắt đầu xài trên lõi hoặc cài nhắc nhở trong điện thoại để luôn đảm bảo chất lượng nước uống cho gia đình mình nha. Từ sai lầm thứ hai sẽ có sai lầm thứ ba, chính là sau khi thay lõi xong, các bạn không xả đi nước lọc lần đầu. Trong nước này sẽ có cặn và bụi than phát sinh trong quá trình đi qua lõi lọc làm từ than hoạt tính. Thường nếu gọi thợ đến thay thì các anh sẽ làm luôn giúp mình, nhưng nếu ở nhà tự thay thì các bạn nhớ xả đi 4 đến 5 ca đông lớn nước đầu, xả đến khi nào thấy trong, không có bụi đen li ti nữa là được. Sai lầm thứ tư là đun sôi nước đã lọc rồi mới uống. Anh nghĩ dựa vào thói quen ăn chín uống sôi của nhiều người mà ra vấn đề này. Nhưng đối với nước đã lọc từ máy lọc nước thì đảm bảo tiêu chuẩn cho mọi người uống tại vòi nha. Đặc biệt, nếu máy lọc nước còn có bổ sung thêm khoáng chất thì việc bạn đem đun, nước sẽ mất đi những khoáng chất vốn có của nó, uống vào sẽ không còn tốt nữa. Lấy nước đun nấu ăn thì được, nhưng để uống thì cứ uống trực tiếp tại vòi nha. Như có nhắc ở sai lầm thứ tư thì sai lầm thứ năm chính là không trữ nước lọc trong tủ lạnh bởi nó rất dễ bị tái nhiễm khuẩn. Với máy lọc nước nào có hydrogen thì nó còn có thêm tình trạng bay hơi nữa. Không nói đến môi trường không khí cơ bản là đã có vi khuẩn. Ở đây chai lọ chúng ta dùng đựng nước không được tiệt trùng cũng đã tồn tại vi khuẩn trước đó. Cộng thêm việc môi trường tủ lạnh nhiều đồ lại càng có nhiều vi khuẩn hơn. Cho dù nó có bộ lọc diệt khuẩn đi nữa thì cũng không thể ngăn ngừa nguy cơ từ chai lọ chứa nước. Thế nên muốn uống nước lạnh thì mọi người có thể cho đá trực tiếp rồi uống liền luôn, hoặc không thì hãy mua máy lọc nước nóng lạnh nhé. Nhắc đến máy lọc nước nóng lạnh thì chúng ta có sai lầm cuối cùng này. Nó có thể xảy ra ở lần đầu sử dụng khi máy đang bơm nước đầu vào, hoặc bạn không chú ý đến bình chứa đã hết nước mà bật công tắc nóng lạnh. Điều này dẫn đến trường hợp máy bị rò rỉ hoặc tệ hơn là cháy máy. Vì vậy hãy kiểm tra thật chắc bình chứa đầy nước rồi mới bật công tắc nóng lạnh nha. Và đó là tất cả những sai lầm về máy lọc nước mà anh muốn chia sẻ. Có ai từng mắc sai lầm nào không ta? Cùng chia sẻ thêm cho anh biết ở phần comment nha. Nếu thấy clip bổ ích thì đừng quên cho anh một like và sub ủng hộ Điện Máy Xanh nha. Bye bye!